10 cổ vật bí ẩn được cho là của người ngoài hành tinh. Trong quá trình thực hiện các hoạt động khảo cổ học, không ít các cổ vật đã được tìm thấy. Tuy nhiên, nhiều trong số đó cho đến nay khoa học vẫn chưa giải thích được những bí ẩn lịch sử hàm chứa trong chúng mặc dù đã dày công nghiên cứu. 10 cổ vật sau đây chính là điển hình của những câu đố hóc búa nhất vẫn chưa có lời giải đáp. Vậy hôm nay, hãy cùng với Ký Sinh Não tìm hiểu về 10 cổ vật bí ẩn được cho là của người ngoài hành tinh qua video dưới đây nhé. 1. Những khối cầu đá khổng lồ ở Costa Rica. Những khối cầu đá khổng lồ này được một nhóm công nhân làm việc trong một trang trại phát hiện vào những năm 1930 khi đang khai hoang đất rừng để trồng chuối, và tất cả đều sở hữu hình dạng khối cầu hết sức đặc biệt. Nhiều truyền thuyết đã được gắn liền với những khối cầu đá này, như có người cho rằng bên trong chúng có chứa vàng. Tuy nhiên, sau khi đã dùng thuốc nổ để làm vỡ chúng thì kết quả bên trong chẳng có gì cả. Chính xác hơn, chúng là những khối cầu đá rỗng. Đến nay, vẫn chưa có một giải thích nào về nguồn gốc và sự tồn tại của chúng. Liệu đây có phải là biểu tượng cho các thiên thể đã được một nền văn minh cổ xưa nào đó quan sát và ghi lại dưới dạng khối cầu hay không? Hay đây là một cách đánh dấu vùng lãnh thổ của các bộ lạc thời xưa? Và cách thức người ta tạo ra khối cầu này là như thế nào? Đến nay vẫn còn là một ẩn số. 2. Pin Bát Đa. Có vẻ như vùng Lưỡng Hà là nơi đầu tiên biết cách làm ra điện, rất lâu trước khi điện được tìm thấy. Vào những năm 1930, một vật thể nhân tạo bí ẩn đã được phát hiện trong một cuộc khai quật khảo cổ học được thực hiện không xa so với thủ đô Bát Đa. Vật thể này được gọi là pin Bát Đa, với hình dạng giống như một chiếc vại, cao khoảng 13cm và có một thanh sắt bị ăn mòn nhô ra từ miệng vại. Ngoài ra, người ta cũng tìm thấy một chiếc ống hình trụ bằng đồng bên trong vại và một thanh sắt được luồn vào trong ống hình trụ này. Qua quá trình kiểm tra, các chuyên gia nhận định đây là một cục pin cổ đại, có khả năng tạo ra dòng điện khoảng 1V và có lẽ đã từng được sử dụng để mạ vàng. Tuy nhiên, người ta chỉ tìm thấy được duy nhất một cục pin này. Vậy tại sao phương pháp này lại bị bỏ quên trong một thời gian dài và cũng không hề có bất cứ bằng chứng nào về sự tồn tại của nó ở các vùng lân cận, đã khiến cho các nhà khoa học đau đầu tới tận ngày nay? Nhiều người khẳng định vật thể này phải do một nền văn minh vô cùng tiên tiến mới có thể chế tạo ra được vào thời điểm đó. Cộng với việc chỉ tìm ra được một chiếc duy nhất thì có lẽ đây chính là vật thể do người ngoài trái đất mang đến. Nếu thực sự cục pin này là do con người chế tạo ra, ắt hẳn sẽ phải có nhiều hơn một cái. 3. Bản thảo Voynich. Bản thảo Voynich là một trong những cuốn sách bí ẩn nhất trên thế giới khi không có tác giả, được viết bằng một thứ ngôn ngữ con người không thể hiểu, không trùng khớp với bất cứ hệ thống chữ viết nào, đồng thời kèm với đó là đầy rẫy những biểu tượng và hình vẽ minh họa kỳ quái. Đến nay, vẫn chưa một ai có thể hiểu được nội dung của bản thảo này. Người ta cho rằng thứ này là của người ngoài hành tinh và đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh về một nền văn minh bên ngoài trái đất. 4. Những bức tượng vàng Inca. Những bức tượng vàng về các loài động vật bí ẩn này được xác nhận là sản phẩm của nền văn minh Inca. Chúng được tìm thấy ở Nam Mỹ và xung quanh các cổ vật này có rất nhiều giả thuyết thú vị. Vào những năm 1996, Algun Ibom và Peter Belting, hai nhà phát triển máy bay, đã xác nhận các bức tượng vàng này là những chiếc máy bay thông qua việc sao chép chúng với kích cỡ được phóng đại 16 lần, bổ sung thêm động cơ và hệ thống điều khiển vô tuyến cho cỗ máy để hoạt động. Kết quả, hai mô hình này đã cất cánh được và có thể lượn được ngay cả khi tắt động cơ. Người ta vẫn không biết tại sao người Inca có thể tạo ra những mô hình hiện đại và giống thật đến như vậy. Có lẽ chính họ đã được tận mắt trông thấy những chiếc máy bay của người ngoài trái đất nên mới có thể tạo ra chúng. 5. Cỗ máy Antikythera. Cỗ máy Antikythera là một trong những chiếc máy tính lâu đời nhất hiện nay và được coi là chiếc máy tính analog đầu tiên trong lịch sử với thiết kế hết sức phức tạp. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, các nhà sử học đã tìm ra được mục đích của cỗ máy này là biểu thị vị trí của mặt trời, mặt trăng, sự di chuyển của các hành tinh trên bầu trời, dự đoán nhật thực, nguyệt thực và các sự kiện liên quan đến trái đất như thế vận hội Olympic cổ xưa. Tuy nhiên, có một điều bí ẩn là cỗ máy này hoạt động chính xác một cách kỳ lạ. Mặc dù kết luận này đã được công bố nhưng vẫn còn rất nhiều tranh cãi liên quan đến cỗ máy Antikythera, như liệu rằng có một nền văn minh cổ đại có khả năng tạo ra được cỗ máy chính xác đến như vậy hay không, hay đây chính là một sản phẩm của những người bạn ngoài trái đất. 6. Máy tính Hy Lạp. Chiếc máy tính cổ nhất thế giới xuất hiện sớm hơn chúng ta vẫn tưởng khoảng 2.000 năm.
Thực tế thì nó được tìm thấy trong một con tàu chìm và có thể chứng minh rằng khoa học kỹ thuật tồn tại từ rất lâu đời. Các nhà khoa học đã biết rằng cổ vật Hy Lạp này có thể dự đoán nhật thực, xếp lịch theo chu kỳ 4 năm và có mối liên quan tới nhà bác học Archimedes. Cho tới nay mới chỉ có một mẫu vật được tìm thấy, nhưng người ta tin rằng còn nhiều thứ như thế đã được chế tạo khoảng năm 100 trước công nguyên. 7. Toilet của người ngoài hành tinh. Người ta gọi đây là toilet của người ngoài hành tinh vì hình dáng của nó. Chúng chỉ gồm vài ống sắt gì có hình dạng lạ lùng nhưng lại xuất hiện ở một khu vực chưa từng có người sinh sống. Kích thước của các ống này rất đều và rõ ràng được tạo ra một cách có chú ý. Hiện tại người ta vẫn tranh cãi kịch liệt về các đường ống này vì không một ai có thể giải thích được nguồn gốc của chúng đến từ đâu và chúng được tạo ra với mục đích gì. 8. Buji nửa triệu tuổi. Khi một chiếc buji được tìm thấy trong một cục đá nửa triệu năm tuổi, người ta đưa ra 3 giả thuyết. Thứ nhất, nó có thể là tác phẩm của một nền văn minh cổ đại cực kỳ tiên tiến như Atlantis. Thứ hai, người ngoài hành tinh đã từng viếng thăm trái đất. Và thứ ba, người tương lai đã du hành ngược về quá khứ để lại đồ vật này. Tất cả nghe đều hoang đường nhưng chẳng ai nghĩ ra được điều gì có lý hơn, vì mãi cho tới tận năm 1839, chiếc buji đầu tiên mới được cho là ra đời. 9. Danh sách những vị vua của người Sumerian. Đó là một danh sách có tên những vị vua từng trị vì vương quốc Sumerian từ thuở sơ khai cho tới lúc lụi tàn. Các nhà khảo cổ đã tìm được 18 phiến đá giống như vậy nhưng với nội dung chữ tượng hình khác nhau. Họ đã ráp chúng lại và trưng bày ở Viện Bảo tàng Ashmolean ở Oxford. Theo nghiên cứu thì dường như các nội dung của các phiến đá nói về lý lịch của các vị vua trong lịch sử. Nhưng có một điều kỳ lạ là các vị vua này được miêu tả với tuổi thọ và thời gian trị vì nghe có vẻ rất phi thực tế. Và câu hỏi ở đây là, nếu như những phiến đá này là tư liệu lịch sử, thì tại sao người Sumerian lại thêm vào những yếu tố khó tin đến như vậy? Từ đó, các ý kiến từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu rộ lên những phỏng đoán rằng có thể người Sumerian đã miêu tả đúng lịch sử, và các vị thần hoặc rất có thể là người ngoài hành tinh đã đích thân trị vì vương quốc nên mới có khả năng và tuổi thọ khó tin đến thế. 10. Đá San Berkew kỳ lạ. Năm 1885, một nhân viên tại một lò đúc của Áo có tên Radle đã tìm thấy một vật thể lạ có hình dạng kỳ quặc. Sau khi phá vỡ lớp vỏ bên ngoài, Radle nhìn thấy bên trong có một khối sắt lạ mắt, xung quanh có nhiều vết nứt và lỗ nhỏ, màu sắc kỳ lạ và có một khe sâu nằm ở chính giữa. Ông chưa bao giờ nhìn thấy thứ kỳ lạ như vậy và sau đó đã mang đến cho ông chủ của mình. Kế đến, hai người đã mang vật thể lạ đến viện bảo tàng Hammarskjöld. Tại đây, người ta đã đặt tên cho nó là Sandberg. Năm 1886, giáo sư viện bảo tàng có tên Adolf Grohl đã tiến hành nghiên cứu khối hình và xác nhận đó là một phần của một thiên thạch. Tuy nhiên, một nghiên cứu sâu hơn của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Vienna đã chứng minh rằng vật thể lạ trên không phải là thiên thạch mà có thể là một vật thể nhân tạo nhưng chưa xác định được nguồn gốc của nó. Các nhà nghiên cứu cũng khẳng định San Berkew đã có ít nhất 60 triệu năm tuổi. Sự thật về đá San Berkew hiện vẫn còn là một bí ẩn. Hòn đá này sau đó đã được trưng bày tại bảo tàng Hammarskjöld ở Vienna cho du khách chiêm ngưỡng. Trên đây là 10 cổ vật bí ẩn được cho là của người ngoài hành tinh đem tới trái đất. Vậy các bạn nghĩ sao về những điều này? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, hãy like và chia sẻ video. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Ký Sinh Não để cùng tiếp tục theo dõi những video thú vị và bổ ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.